Toyota Vios 2468 xe. Sau khi đánh rơi phong độ và bị đối thủ trực tiếp, nguyên đạo Austin vượt mặt, Toyota Vios đã có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng 2. Doanh số của mẫu xe này đạt 2.468 xe, tăng 870 xe so với tháng trước. Thậm chí mức doanh số này còn gấp đôi với anh em nhà Hyundai là Austin và Renault ngược lại. Hai, Hyundai Accent 1.164 xe. Cú trượt chân dài của Vios đã đưa Hyundai Accent lên ngôi vương trong tháng 1, nhưng vị thế ấy đã không được duy trì trong tháng 2. Hyundai Accent đã giảm doanh số còn 1.164 xe, giảm 569 xe so với tháng trước. Điều này đã đẩy chiếc xe sedan hạng B xuống vị trí thứ hai, xếp ngay sau Toyota Vios. Hyundai Grand i10 1.101 xe. Với doanh số 1.101 xe, Hyundai Grand i10 xếp ở vị trí thứ 3. So với tháng 1, doanh số của mẫu xe này giảm 485 xe. Tuy nhiên, đây vẫn là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A và chưa từng bị lật đổ trong hơn một năm qua. Mitsubishi Xpander 1.021 xe. Dù thứ hạng không thay đổi, nhưng doanh số của Mitsubishi Xpander có phần giảm so với tháng 1 năm 2020. Có tổng cộng 1.021 chiếc xe Xpander được bán ra trong tháng 2. Mẫu MPV giá rẻ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu năm 2020. Thứ 5, Mazda 3, 728 xe. Xếp ở vị trí thứ 5 trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 2 năm 2020 là Mazda 3. Mẫu xe này có doanh số 728 xe, thấp hơn tháng đầu năm 130 xe. Với thiết kế mới ấn tượng hơn, đây vẫn là mẫu xe hạng C được ưa chuộng nhất thị trường. Toyota Innova 613 xe. Tháng 2 cũng là đánh dấu sự trở lại của Toyota Innova với doanh số là 613 xe và xếp ở vị trí thứ 6. Trước đó, mẫu MPV mất hút trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 1 do sự vươn lên mạnh mẽ doanh số của Hyundai Santa Fe và Hyundai Tucson.
Hyundai Santa Fe 549 xe. Với doanh số 549 xe, Hyundai Santa Fe xếp ở vị trí thứ 7 trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 2 năm 2020. Thứ hạng này không có sự thay đổi so với tháng trước, dù doanh số của Santa Fe giảm 187 xe. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp mẫu xe SUV này xuất hiện trong top 10. Ford Ranger 536 xe. Ông trùm bán tải Ford Ranger đã trở lại trong tháng 2, dù doanh số không mấy ấn tượng, 536 xe trước đó vào tháng 1, mẫu xe này hút khỏi danh sách 10 xe bán chạy nhất do doanh số giảm đáng kể. Thứ 9, Toyota Fortuner 528 xe. Doanh số của Fortuner tiếp tục giảm trong tháng 2, với doanh số là 528 xe. Toyota Fortuner xếp ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng, rơi một bậc so với tháng trước. Đây cũng là đại diện thứ 3 của Toyota góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng này. Kia Cerato 521 xe. Cũng trong tình cảnh tương tự, doanh số của Kia Cerato cũng không mấy khả quan, có 521 xe được bán ra trong tháng 2, giảm 82 xe so với tháng đầu năm. Mẫu xe này đội sổ và cũng là đại diện duy nhất của Kia nằm trong top 10 xe ăn khách nhất